có một miền quê nằm soi mình bên dòng Thạch Hãn trong xanh. Có một miền quê là một phần của ốc đảo Cù Lao mang tên Bắc Phước, bao quanh là bốn bể sông nước từng bị ám ảnh bởi sự nghèo khó suốt bao đời người. Làng quê ấy vì vậy mà mang trong mình những dấu ấn riêng, những câu chuyện riêng. Người của làng quê ấy vì thế mà cũng bền gan, vững chí hơn, bởi họ đã quyết bám đất dựng làng, để rồi hôm nay miền quê ấy trở nên chủ phú, yên bình, tươi đẹp hơn. Đó là Hà La, mảnh đất mang đậm hồn quê Quảng Trị. Vài chục năm trước, nhắc tới Hà La hay là những làng quê nằm trên Cù Lao Bắc Phước thuộc xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, người dân nơi đây thường nghĩ ngay đến sự nghèo khó. Trong câu chuyện của những người dân từng đi qua những ngày tháng gian lao ấy, họ vẫn không quên những ngày tháng đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, khi mà bốn bề là sông nước và gần như bị cô lập hoàn toàn. Đất sản xuất ít lại bị nhiễm mặn, cuộc sống của người dân làng Hà La khi ấy chỉ dựa vào việc đánh bắt tôm cá tự nhiên từ con hà hay còn gọi là đầm ở phía trước làng. Cũng bởi vậy mà người dân lấy tên làng là Hà La. Thưa tôi, hồi ông bà kể lại là qua đây năm hộ, đất đai thì cối cùn dưới vực, cho nên năm hộ nữa tự lập thân lập nghiệp và vừa khai phá vừa giữ đất, cho nên mới cố gắng làm, cho nên từ đó sinh dài và sinh đẻ đến bây giờ là thành cái thôn Hà La. Nguồn gốc của cái thôn đây là coi là xuất phát từ làng An Cư. Trước đây là gọi là một xóm, xóm Hà La thuộc làng An Cư. Và cho đến thời kỳ năm 1972, coi là khi đất nước giải phóng tỉnh Quảng Trị thì coi là được chính quyền thành lập cái xóm Hà La thành là một thôn Hà La. Từ đó đến đây là coi là hoạt động như một thôn trong toàn xã. Ở nơi rẻo đất vây quanh bốn bể sông biển ấy, Hà La từng là cái nôi của cách mạng. Với lợi thế của vùng cửa sông lại là đất Cù Lao biệt lập, những năm 1954-1959, Bắc Phước là căn cứ của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Những ngư dân ở Bắc Phước, trong đó có người dân làng Hà La, đã được tập hợp để hình thành nên đội thuyền giao liên sông biển, có nhiệm vụ chuyên chở cán bộ từ vùng cửa Tùng, vị tuyến 17 thâm nhập, vượt tuyến vào đứng chân tại Cù Lao này, rồi tỏa đi móc nối, gây dựng cơ sở ở các vùng giáp danh. Nhiều người trong số họ đã bị địch bắt, tra tấn. Nhiều thuyền bè, tài sản, cơ ngơi của họ đã cống hiến cho cách mạng mà không một đòi hỏi gì. Hiện nay ở Hà La vẫn còn tấm bia chứng tích ghi lại trận đánh vào ngày 18 tháng 9 năm 1964 của cán bộ và du kích xã Triệu Phước phối hợp cùng lực lượng vũ trang huyện Triệu Phong đã chiến đấu với hai tiểu đoàn bộ binh của giặc Mỹ. Nhiều người dân của làng đã bị bắt, đã hy sinh trong trận đánh này. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng người dân Hà La vẫn luôn ghi nhớ và giáo dục con cháu đời sau về truyền thống, về tinh thần yêu nước của cha ông mình. Hồi trước là thời Tổng Pháp, rồi qua Tổng Mỹ, thì dân cùng tôi là đoàn kết, cùng xây dựng, cùng thành một thôn xóm để thuộc về Hà La. Thành từ đoàn kết luôn là để xây dựng luôn. Thành từ cũng là mọi việc cũng ăn cùng làm. Hiện nay là do cách mạng nên sống thì thành lập một thôn cho nên có đầy đủ tiện nghi. Xưa kia muốn sang Hà La phải ngồi đò từ bến An Cư băng ngang dòng Thạch Hãn mới đến được. Mãi đến năm 2010, khi cây cầu Bắc Phước được dựng lên, người dân của Hà La và cả miền Cù Lao Bắc Phước ai nấy đều vui mừng. Cuộc sống cũng đổi thay từ đó. Bây giờ đứng trên cầu Bắc Phước, nhìn xuống triền sông, sẽ thấy một Hà La hoàn toàn khác với những ngôi nhà mới khang trang, những con đường được đổ bê tông thẳng tắp. Và có lẽ, bất cứ ai khi đến với Hà La cũng sẽ rất ấn tượng và thích thú với những con đường ngập tràn sắc hoa. Từ một vùng quê sông nước và nằm về cuối nguồn sông Thạch Hãn, sống chủ yếu nhờ vào thế độc canh cây lúa, năm nào mưa thuận gió hòa, may ra cuộc sống vừa đắp đủ miếng ăn qua ngày.
Cảnh túng thiếu luôn là nỗi canh cánh bên lòng của người dân nơi đây. Song bằng sự cần cù, chịu thương, chịu khó, người dân Hà La biết phát huy những lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, về cơ hội từ nhiều phía. Nên giờ đây, Hà La trở thành một trong những vùng quê trù phú của xã Triệu Phước. Bộ mặt nông thôn không ngừng thay đổi. Diện mạo của vùng nông thôn mới kiểu mẫu đang dần hiện hữu. Hồi xưa là đây cái vùng Hà nữa là tự nhiên, 25 hectare để nuôi trong thủy sản tự nhiên. Sau khi mà cách mạng lên 75 á, là về người dân còn khó khăn, mà muối thì khan hiếm. Cho nên cho cả tập trung 3 thôn Bắc Phước á, đều làm muối hết để được một kinh tế là vững chắc. Là một thời gian đó đã mới tiến lên được. Sau này mình mua mang có nước bên Tây qua, mình được cây trồng, vật nuôi khẩm khá. Và ví dụ bây giờ có cái câu là tiền lời xe múc xe ủi qua được, mình làm được cả cái hồ tôm đây. Chứ nếu không có xe qua là không có cách gì mà làm được cả cái hồ tôm tự nhiên như được. Một thanh niên trẻ trong thôn thì luôn luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm và thêm nâng cao cái hiện đại hóa của đất nước, thì phục vụ để cho sản xuất, tiếp thu và áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để phát triển năng suất, vì thế mà nguồn thu nhập cho thôn nha. Hà La hiện có 102 hộ với 384 nhân khẩu. Hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và khai thác thủy sản. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới do xã Triệu Phước phát động từ năm 2012. Ngay từ đầu, thôn Hà La đã xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là nội dung trọng tâm làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Trên cơ sở đó, năm 2014, thôn Hà La đã chọn mở rộng đường làng, tạo cảnh quan thông thoáng, làm khâu đột phá. Từ đây, các hộ trong thôn đã chủ động hiến đất, hiến cây để mở rộng đường thôn từ nền đường cũ rộng 2,5 đến 3 mét thành đường mới có chiều rộng từ 4 đến 5 mét. Năm 2016, Hà La được công nhận là làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh giai đoạn 2010-2015. Hà La cũng là đơn vị được đánh giá dẫn đầu về thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Triệu Phước. Cả cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng phù hợp với thực tế của địa phương, cho nên ba con cũng đồng lòng đồng sức. Và trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như là làng văn hóa kiểu mẫu thì cũng được cái chỉ đạo lãnh đạo của cấp trên và cũng phù hợp với cái mong muốn của ba con, cho nên ba con là rất vui vẻ, nhiệt tình để tham gia xây dựng, cũng đạt được một số thành tựu nhất định, là đời sống của ba con cũng được khá nâng cao, nhờ thu nhập bình quân đầu người 39 triệu đồng trên người trên năm trong năm 2018. Đứng trên cầu Bắc Phước, trải rộng tầm nhìn, chúng tôi nhận thấy những dấu tích hoang tàn của một thời gian khó trên vùng căn cứ của cách mạng năm xưa đã dần lui vào dĩ vãng. Thay vào đó là những đổi mới đi lên từng ngày trên vùng đất anh hùng nơi cửa biển. Hà La giờ đây đã mang diện mạo mới đẹp hơn, sung túc và nhộn nhịp hơn. Nhưng dẫu cho mảnh đất này đã có biết bao đổi thay, thì lòng người nơi đây vẫn không hề thay đổi, vẫn một lòng tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vẫn kiên cường vượt qua bao khó khăn của cuộc sống để tiếp bước đi lên. Tình người nơi đây cũng ấm áp, xanh tươi, tràn đầy sức sống, như những hàng bần chua vươn mình giữ cho phù sa vững vàng bám lại với củ lao, bồi đắp cho mảnh đất này thêm tươi xanh, thêm giàu đẹp.